Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là ngày 21 tháng 4, em xin lên vài món đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Đầu tiên thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình lá thiêu mini nha các anh chị, siêu mini. Nè, nó bị mắc mảnh ở đây ha các anh chị, rất là siêu mini luôn, rất là nhỏ, nhỏ hiếm nha. Đây, này chắc có 10 sen cùng với gì. Đây, cái này em giao lưu là cái này 150 ngàn ha, 150 ngàn bao ship ha các anh chị. Đây, 150 ngàn bao ship. Rồi tiếp đến thì ở đây em có một cái ống tẩu xương là các anh chị, một cái tẩu xương ha. Cái này xương này thì người ta là đội chuẩn xưa, người ta có chạm khắc gồng phụng nè, cái tẩu này tẩu xương. Ở đây có cái đế luôn nè, em giao lưu với các anh chị và cô bác với giá là để coi 750k, 750.000 bao ship. Rồi tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái án ha, một cái án tàu chuẩn xưa ha, chuẩn xưa cổ ha, cái này là cuối đời Thanh, đầu đời Trung Hoa Dân Quốc ha. Vẽ này là vẽ Bát Tiên. Đây, tư duy của nó là nói chung là cũng phải có 90-100 năm trên ha các anh chị. Ở trong đây là nhà ta đốt chậm hương, tất cả đều là vuốt tay hết trơn luôn. Cái này là mới vừa mua được ha, vẽ là vẽ Bát Tiên chuẩn xưa ha. Cái này bao các anh chị chuẩn xưa. Cái án này thì xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là với giá là 1,5 triệu ha. Cốt là cốt sứ ha các anh chị, cốt sứ ha. Đây, chuẩn xưa. Cái chôm này các anh chị, cái chôm là khủng khiếp luôn ha, chôm rất là đẹp luôn ha. Cái này em vừa về em bán liền luôn, 1,5 triệu. Rồi tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái quán tẩy lông mã Nhật chuẩn xưa. Đây, cái này chuẩn xưa luôn ha. Cái này, cái quán tẩy này là tích là lông mã ha các anh chị. Đây, lông mã, những cái này hiếm lắm ha các anh chị. Tình trạng của nó là em cũng không thấy tình trạng gì, cho để coi có cái thước không, có cái thước đo cái này. Cái này đường kính nó khoảng rơi vào tầm 21 cm đó các anh chị, tầm 21 cm. Cái tô này rất là to luôn, quán tẩy ha. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850 ngàn, 850 ngàn bao ship. Còn cái này là đây, còn cái dĩa này là cái dĩa chim hoa. Dĩa này dĩa Nhật, dĩa chậm tư Nhật luôn. Tình trạng của cái dĩa này nó bị một đường tóc gió. Đây, đường này là hai đường tóc gió. Cái dĩa chậm tư Nhật chuẩn xưa có đường tóc gió 650 ngàn. Cái dĩa này đường kính nó cũng rơi vào khoảng có 20 vuông nha các anh chị, rất là đẹp luôn, Nhật xưa. Và tiếp đến thì xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái dĩa năm. Đây, một cái dĩa năm đây, năm này năm thìn luôn nè các anh chị. 24 năm này, cái này là 2 giáp luôn rồi nè các anh chị. 12 12 24 năm 2000, đầu thế kỷ 21 đó các anh chị. Đây, ở trong đây là con rồng ha, con rồng nó gợn nổi lên ha. Còn năm ở đây là mã vàng các anh chị, năm 2000 đây mã vàng. Gốm này là đồ này đồ Trung Quốc ha các anh chị, đồ này đồ Trung Quốc. Cái dĩa này nó rơi vô tầm chắc khoảng cả 25-26 cm. Thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác cái dĩa này với giá là 650 ngàn. Rồi tiếp đến thì ở đây em có một cái cụ này, cụ thằng tiền gốm Bát Tràng xưa. Đây, cụ thằng tiền gốm Bát Tràng xưa ha. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 350 ngàn ha, 350 ngàn bao ship. Đây, còn ở đây là thêm một cụ nữa nè các anh chị ơi. Đây, cụ này cũng là cụ thằng tiền luôn. Đây, cụ thằng tiền, cụ này chắc cao rơi vào tầm chắc có 40 cm đó, ba mấy 40 cm, không có thước nè các anh chị, to lắm nha, rất là to luôn. Cụ này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là để coi 800 ngàn, tình trạng lành đẹp ha. Đây, hàng này vuốt tay luôn nè các anh chị, 800 ngàn bao ship. Tiếp đó thì em có hai cái cốc Nhật ha, hai cốc Nhật năm 1994, năm này là năm Tuất ha các anh chị, năm Tuất. Gốm này gốm Nhật ha các anh chị, chuẩn xưa thì rơi vào tầm là để coi 31 năm. Hai cốc này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 600k ha. Hai cái cốc 1994 này 600 ngàn bao ship. Tiếp đó thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái nậm gồng tàu ha. Cái này cái nậm hay cái gì không, cái ché ha, cái chôm á các anh chị. Đây, một cái chôm hoặc là cái mai bình á. Đây, đồ tàu ha anh chị, đồ này đồ tàu xưa. Ở đây vẽ một con rồng nè các anh chị, rồng này 4 móng ha, 1 móng, 2 móng, 3 móng, 4 móng. Đây, một cái chôm rồng, chiều cao nó rơi vào tầm chắc khoảng cả 24-25 cm ha. Một cái chôm, một cái bình hút tài lộc ha. Xin giao lưu đánh các anh chị và cô bác với giá là 850 ngàn. Đây, 850 ngàn, một cái bình xưa ha các anh chị, chôm rất là già. Tiếp đó thì xin lên cho các anh chị và cô bác là mấy cái phíp nè các anh chị. Đây, mấy cái ly phíp Mỹ nè các anh chị. Mấy cái ly phíp Mỹ năm 1961 ha. Đây, còn cái này nó lên trắng trắng thì em cũng không biết làm sao ra. US luôn nè, ba cái này US luôn nè, US năm mấy á, năm 1961 này, 4 cái đây, cái này US năm 1961 luôn, 2 nè, 4 nè, 5 cái, 5 cái này cái lẻ thì cái 200, còn 5 cái này 900, 5 cái đó 900. Đây, còn cái một cái ly phíp
một cái ly phíp với một cái mâm. Một cái mâm US năm 1966 này các anh chị, một cái mâm US ha. Đây hai món này 400 ngàn, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Đây hai món này 400. Cái này em like, cái này em quay clip đăng lên YouTube mà giống như like trực tiếp vậy nha các anh chị, mà khoảng rơi vào tầm 17 18 phút nè. Cái này thì nó một cái tỏi ha, một cái cụ, một cái tỏi biên hòa. Đây, một cái tỏi biên hòa, men xanh lục bảo ha anh chị. Đây men này men xanh ha. Đây cái này là nó quả giống như quả biến vậy các anh chị, cái này là đun quá lửa ha. Cái củ tỏi này 200 ngàn, bao ship đến các anh chị và cô bác 200k. Chiều cao nó rơi vào tầm chắc cả 15 16 cm. Còn cái này là cái gì ta? Cái này là cái trái bí ha, trái bí gốm biên hòa xưa. Gốm biên hòa xưa ha, vậy cái này là 4 50 năm trên này nè. Cái này thập niên 1970 mấy này là sau giải phóng thời bao cấp đó các anh chị. Cái này hồi xưa là các anh chị ngày xưa á, mua về để ống heo á anh chị, để ống heo. Đây, cái này trái bí này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 300k, bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đó thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái dĩa biên hòa đám cưới chột ha. Ồ, rất là lâu rồi mới mua được những cái dĩa như thế này. Một cái dĩa treo tường ha các anh chị. Đây em thấy đây người ta có đục lỗ sẵn nè các anh chị. Đây, một cái dĩa này đường kính rơi vào là tầm chắc cả 35 36 cm ha. Dĩa này là dĩa đám cưới chuột. Đây, đám cưới chuột ha, dĩa biên hòa xưa. Dĩa này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2 triệu rưỡi ha. 2 triệu rưỡi cho cái dĩa đám cưới chuột biên hòa xưa. Nặng dữ ta. Rồi tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình bông đông chiều ha, một cái bình bông đông chiều bao cấp ha. Chôn là một chiếc lá ha. Đây, chôn một chiếc lá, đồ này đồ Quảng Ninh đó các anh chị. Chiều cao gơi vô cũng khoảng 3 mấy 40 cm nè. Cái bình này anh chị nào chốt em để với giá là 350 ngàn, 350 ngàn cho một cái bình bông đông chiều bao cấp ha. Rồi xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái bộ tranh, một cái bộ tranh tứ văn ha, một cái bộ tranh tứ văn. Chiều cao gơi vào là khoảng có 29-30, chiều ngang gơi vào 16 ha. Đây, tranh là tranh sứ Tàu, khung là khung gỗ ha. Đây, cái móc treo này là bằng hợp kim, bằng hợp kim. Đây, bốn bức ha các anh chị. Bốn bức tranh ngư tiều canh một không hôi là tranh tứ văn á. Đây, bốn bức này các anh chị nào lấy em để 1 triệu rưỡi ha. Đây, bốn bức tranh này 1 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái phù điêu con ngựa ha. Phù điêu mã đáo thành công. Đồ này là đồ bao cấp, ở đây có mộc luôn là các anh chị. Đây có mộc luôn, phù điêu. Cái phù điêu này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 800 ngàn ha. Phù điêu con ngựa này đắp nổi ha các anh chị. Đây, mã đáo thành công. Về các anh chị là chỉ việc là treo tường thôi. Cái này là người ta dán keo ở trong là sao, là lúc đó người ta dán, các anh chị ta dán vô tường hay dán vô đâu này em mua lại. Đây, cho các anh chị xem. Cái này xin giao lưu là 800 ngàn. Rồi xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình lọng đèn ha. Một cái bình biên hòa lọng đèn. Đây em dán băng keo lại cho nó đừng có gớt cái nắp này xuống các anh chị. Nhằm khi mình cầm mình sơ ý. Cái bình biên hòa lọng đèn này gốm biên hòa xưa. Chiều cao nó rơi vào tầm có 40 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,8 triệu ha. Những cái này là điêu khắc ha các anh chị. Những cái này là khắc tỉ mỉ dữ dằn lắm ha. Hàng này hàng vuốt tay không phải đổ khuôn đâu nha các anh chị. Màu này màu xanh lục bảo nè. Ở đây là bông hồng nè, bông vàng nè, ở trên đây màu tím nè, 1,8 triệu bao ship. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà Sài Gòn ha. Đây một cái bình trà Sài Gòn. Đây các anh chị xem, bình trà này dung tích là khoảng cỡ 5 lít nước ha các anh chị. Cỡ 4-5 lít nước, 4-5 lít nước, tích là tùng cò. Đây cái nắp của nó lành tích nha các anh chị. Cái nắp nó lành tích, người ta xài người ta quý các anh chị là người ta bọc đồng lại. Hai chữ này là tư duy hai chữ cắt tường. Đây các anh chị xem. Cái bình này là nói chung là tình trạng rất là tốt luôn. Em chưa thấy gì. Thấy cái dồi này người ta có bọc đồng lại nè. Cái dồi này làm như có hơi phết lại tí thì phải. Đây. Có hơi phết lại người ta sợ gãy người ta bọc đồng lại á các anh chị. Đây. Còn nhiêu là lành đẹp ha. Quay là quay đồng luôn. Cái miệng này thì bọc đồng. Miệng thì không thấy tình trạng gì hết trơn mà sao người ta bọc đồng chi. Đây nhưng mà rất là đẹp ha các anh chị. Đây. Rất là đẹp luôn. Miệng không bị dĩ cho nha. Tình trạng là lành đẹp 97-98%. Đây đây thấy có phết lại tí đây nè. Bình trà này trên 100 năm nha các anh chị. Ở sau đây là bụi lan. Hiếm khi có những cái bình trà to như thế này lắm nha các anh chị ơi. Đây, một cái ly trà, một cái ly Sài Gòn không thì nó đã rơi vào tầm 60 triệu rồi. Đây, còn những cái bình này thì đúng là cái thời điểm của nó thì nó rất giá rất là cao. Còn bây giờ nó tụt giá rất là nhiều rồi. Đây cái bình trà này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 7 triệu bao ship ha. 7 triệu cho cái bình trà Sài Gòn tích tùng cò. Đây tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái tượng Phật biên hòa hàng vuốt tay. Phật này là Phật Thích Ca Mâu Ni,
Đây, Thích Ca Mâu Ni Phật ha. Hàng này là hàng vuốt tay, rất là già luôn. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,1 triệu, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Đây, 1,1 triệu bao ship. Chiều cao rơi vào là khoảng 30 cm. Cái găng tay em là 21-22 rồi. Đây, tượng Phật này là 30 trên ha. Hàng là hàng vuốt tay ha các anh chị, cốt già đanh luôn. Rồi. Rồi tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình bông chiều cao này rơi vào 61 nè. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bình bông lục giác bách hoa ha. Bình bông biên hòa xưa, chiều cao 61 cm. Lục giác tình trạng là lành đẹp ha. Em kinh chôn lên cho anh xem luôn. Cái này mới mua của mấy anh em về trai mới đem vô, mua rẻ bán rẻ thôi ha. Đây, bình này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với ba giá 3,5 triệu ha. Lục giác 3,5 triệu bách hoa, chiều cao 61. Rồi xuống em. Bình bông ở cái chậu cây mai. Đây, tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chậu cây mai ha. Đây, một cái chậu cây mai, tình trạng của cái chậu này lành đẹp ha. Đây, một cái chậu cây mai, tình trạng lành đẹp, tích là bổ ô. Đây, chảy men nha các anh chị, chảy men ha. Cái vụ men á các anh chị, đây cái này là trái lụ nè, bổ ô trái lụ đây. Nhiều người thích, nhiều người không nha các anh chị. Đây, cái này là bụi lan. Đây, một cái chậu cây mai. Ở đây là trái Phật thủ ha anh chị, ở đây trái Phật thủ. Cái chậu cây mai này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu bao ship. Cái thước cái lúc kiếm cũng có kỳ trời. Đây anh quay tiếp bộ phút mặt nọ đi. Thước để trên đây. Đây em đo cái chậu cho anh chị xem. Đấy, chậu này đường kính 40. Đường kính 40. Chiều cao 26 cm, lọt lòng. Lọt lòng là 30. Lọt lòng 30, chậu này 4,5 triệu bao ship ha. Tình trạng của nó là kinh chôn không, lành đẹp. Lành đẹp nha anh chị, cái chậu này lành đẹp nha. Rồi, 4,5 triệu. Rồi tiếp đến xin giao lưu đến các anh chị và cô bác. Cái bình trà này có 20 lít nè, một cái bình trà Bát Tràng ha, hàng này là hàng xuất khẩu ha. Đây, cái nắp bình trà là bự như cái khuôn mặt mình nha các anh chị. Đây. Còn cái này là quai bằng đồng ha, hai cái quai này bằng đồng luôn. Bình trà này rất là to, rất là bự luôn, hàng Bát Tràng xuất khẩu. Đây, cái dồi đó là các anh chị, cái dồi nó như cái cụm tay của mình ha. 20 lít hoặc là 30 lít các anh chị cứ ước lượng đi. Tình trạng là lành đẹp, ginh chôn lên luôn đi em. Đây, các anh chị xem, hàng xuất khẩu nha các anh chị, hàng này là hàng Việt Nam mình xuất khẩu ra nước ngoài. Đồ này là đồ xưa nha các anh chị, đồ này là khoảng thập niên là 80 90 đó, 30-40 năm trên. Cái bình trà này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 5 triệu nha. 5 triệu, rất là to, rất là bự luôn. Đây các anh chị xem tay em. Các anh chị thấy cái bình trà này ngoài đời là các anh chị là giật mình luôn. Đó. Là cái chậu làm gì bự hơn cái bình trà được. Đây, cái chậu không bao giờ bự hơn cái bình trà được nha các anh chị. Bình trà này một trong những cái bình trà cũng thuộc dạng là độc đó. Thì tiếp đó này xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bộ phúc lộc thọ ha. Một cái bộ phúc lộc thọ gốm biên hòa. Đây, bộ phúc lộc thọ gốm biên hòa. Cái bộ này có chiều cao rơi vào là khoảng có 30 cm. Này có 31-32 cm ha. Bộ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá 3,5 triệu. Bộ phúc lộc thọ. Đây, ông này ông thọ nè. Cụ này cụ phúc nè, còn cụ này cụ thần tiền. Bộ phúc lộc thọ 3,5 triệu bao ship. Rồi còn món gì nữa không em? Thôi rồi hết à, quên nữa. Còn là có chị ai còn bộ chung bộ gì, bộ trà bằng đá các anh chị. Đây, cái này bằng đá thiên nhiên các anh chị, đá serpentin thấu quang thông đèn. Cái điện thoại em đâu rồi, mở đèn lên đây. Cái bộ trà này gồm 6 dĩa bằng đá nha, rất là nặng nha. Đây, đây các anh chị xem, bộ trà bằng đá nha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đá là serpentin hay đá ngọc gì đó chứ không phải là đá ép nha. Cái này bao chuẩn đá các anh chị, rất là nặng luôn. Đây, gồm này 6 chung 6 dĩa, 6 chung 6 dĩa nè các anh chị xem, bằng đá nha. Đây, bộ trà này anh chị nào chốt bán với giá là 2,5 triệu ha. Đây, bộ trà này 2,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Rồi tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cây đôn bồng lái thiêu ha. Đây, màu xanh này, màu xanh ve chai chuẩn xưa ha. Đồ này 7-80 năm rồi ha các anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái đôn bồng, cây đôn bồng gốm lái thiêu xưa. Chiều cao rơi vào là 77 cm. Chiều cao 77 cm. Đo cái mặt. Mặt là em đo cái đường kính mặt thôi nha, chứ em không có đo ngoài này luôn cái nha chị. Cái vòng tròn ha là 27,5. Đây, 27,5. Đồng tiền là đồng tiền màu tím ha các anh chị. Cây này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 12 triệu ha. 12 triệu. Nặng lắm các anh chị ơi, cái cây này nặng khủng khiếp mà nói luôn. Nặng lắm. Tình trạng của nó là cái chôn của nó các anh chị ở dưới là có lõi lò phía trong á nha, còn ở ngoài lành đẹp, 100% luôn. Chiều cao là 77 cm, đường kính mặt này là 27.5, cây này 12 triệu bao ship.
Đây, một con voi tím cổ đồ. Một con voi tím cổ đồ chiều cao 58 cm. Gốm cây mai nha các anh chị. Đây, con voi này rất là đẹp luôn các anh chị. Dòng này là dòng xuyến bắc tử. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là, cái con này là giao lưu với giá là 45 triệu con này ha các anh chị. 45 triệu voi cây mai ha. Nước men nó rất là đẹp nha các anh chị. Nước men đẹp tuyệt vời luôn. Là các anh chị xem nè, những cái con bông này là nó rất là gõ ha. Mặt là mặt cổ đồ. Con này dạng các anh chị biết không, nó dính phèn thôi. Ngoài ra nó không bị gì hết. Đây. Đây. Đó, còn vòng vòng em có những cái món đồ tàu như thế này thôi. Đó, các anh chị nào cô bác thích món nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo 0826 252 052. Xin kính chào quý cô bác ạ.